Mày nấu cơm xong chưa? Sao tao hỏi mày không trả lời? Mày nấu cơm xong chưa? Đâu rồi? Mày đem ra đây. Nhanh lên đi. Vô nha. Trời ơi là trời, ngó xuống đây mà coi nè, chồng gì mà tối ngày rượu chè ga gái, làm sao mới sống nổi Tao nói cho mày biết, tao chỉ là uống rượu, không ăn chè. Chơi gái, chứ tao không có chơi con trai, hiểu không? trời? Trời ơi, nay còn nói chơi gái nữa hả? Quýnh ơi, hả? Ông này nha, ông nào dám đánh tôi nữa hả? Quýnh mày đó rồi sao? Mày ngứa. Con với cái cóc hoài sống sao nói. Anh à, anh đừng có lộn nhẹ nữa nha. Anh không vì em thì cũng phải vì con chứ. Anh cứ như vậy làm sao em sống nổi? Sống nổi hay không á là chuyện của mày. Bây giờ cái nhà này nè là cái nhà của tao. Mày sống không được á thì mày đi. Liên, mày về đây làm gì nữa ơi? Đi ra khỏi nhà tao, đi. Không, tôi không đi á. Đi. Anh bớt nóng đi, có gì thì từ từ tính. Từ từ cái gì? Em có thấy nó hỗn láo với anh gì không? Thì dù sao đi nữa thì nó cũng là em của anh mà. Anh không có cái loại em như nó. Anh cứ nghĩ coi, bây giờ con Liên giờ nó cũng có con nhỏ, mà anh đuổi nó đi như vậy á thì nó đi đâu và ngủ đâu? Cho nó ở tạm đây đi anh, đợi mẹ về rồi từ từ mình tính. Nhanh. Mày suốt ngày cắm đầu vô điện thoại, không chịu đi làm kiếm tiền. Sao tôi phải đi làm? Mày không đi làm, lo cho mày, lo cho con mày, ai lo? Tôi không thích đi làm á. Cái thứ con gái như mày á, suốt đời chỉ biết ăn bám, hết bám đàn ông á, về bám gia đình. Ông em đi. Đồ mất dạy. Chị có công việc đi ra ngoài á, em đút cơm cho bé Nhiên ăn giúp chị nha. Cái thứ con gái như mày á, suốt đời chỉ biết ăn bám, bám đàn ông, rồi tới về bám gia đình. Quay lại đây.
hồi mẹ mày về mẹ mày trách nữa. Thêm cái thằng cha khó ưa khó lộng mày nữa. Nè. Vô đây với mẹ, mẹ tắm cho. Vô lên 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 lên. À, lên 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 mẹ vô đây mẹ tắm cho con ha. Ủa, mà nó chưa ăn xong mà. Thôi, bao nhiêu đó đủ rồi. Đi con. Bản thân bị cáo là cô ruột của bị hại Thanh. Cháu Thanh còn rất nhỏ, thế nhưng tại sao bị cáo lại ra tay giả mang như vậy? Dạ, do bị cáo muốn trả thù ba mẹ của cháu. Vì cơn tức giận nên bị cáo không kiềm chế được, đã ra tay giết hại cháu Thanh. Mẹ lên. Rồi. Nè, mày thoa xà bông đi. Thoa hết cho người á. Thoa khắp người luôn. Nhanh lên rồi có con quỷ. Lẹ lên. Nhìn mặt nó lấy ghét rồi mà. Nhanh lên mày. Cô đang làm gì đó? Hồi nãy cô làm gì con tôi vậy? Chồng chị nhờ tôi tắm cho nó thì tôi tắm thôi. Cô tắm cho nó hay là cô hành hạ nó? Trời ơi, thì tôi tắm cho nó, rồi tôi dạy cho nó biết, để mai mốt nó tự tắm một mình. Cô dạy nó hay là cô bảo hành nó vậy? Dạy con, dạy cháu á, thì cũng phải dạy cho kỷ luật. Đừng có giả bộ nữa, tôi chứng kiến hết rồi. Chứng kiến gì? Chứng kiến tôi dạy cháu tôi hả? Dạy cháu? Bản thân cô ra gì không mà cô dạy nó? Chị nó ai không ra gì? Tao nói mày đó. Nè, tôi nhịn chị lắm rồi nha. Chị chỉ là chị dâu thôi, chị có quyền gì nói tôi. Dù gì tôi cũng có lòng tự trọng của tôi chứ. Lòng tự trọng? Nè, bản thân cô không có nghề nghiệp, cô ăn bám gia đình tôi. Mà cái loại lẳng lơ giống như cô vậy á, cô chẳng ra gì. Mà còn ném theo một cục nợ về đây nữa. Mày nói ai lẳng lơ vậy hả? Tao nói mày đó. Ê, trời ơi trời, cái gì vậy, cái gì vậy trời ơi? Chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì vậy? Hai chị em đi làm tính cho cười cho thiên hạ hả? Tao đi có một thời gian à, tụi mày tính dỡ lóc nhà tao quá. Cái gì vậy? Nó sao? Mẹ, con nói với mẹ nè, con sống có bạc với gia đình này đâu. Nó không thương con thì thôi, con cũng không trách. Mà nó nở lòng nào á, nó hành hạ cháu của nó. Rồi cháu của tôi sao rồi? Con cho nó vô trong chổng ngủ rồi. Ủa vậy hả? Mà mẹ, con nói nè, ảnh nhờ con Liên á là tắm cho nó, mà nó nở lòng nào á, nó tạt luôn cả cá nước vô mặt cháu. Nó còn chửi con bé giống như là ăn đòi kiếp nợ gì gì nó. Hôm trước lúc mà đó con nhờ nó rút cơm cho con của con ăn thôi, nó nhét đến nỗi mà con bé không kịp thở luôn. Trời đã vậy nó còn chửi con bé nữa, giống như một kẻ thù vậy á. Chị em đi, cháu tôi thương thì tôi mới dạy nó chứ. Mày mà thương ai? Mày thương bản thân mày thôi. Ủa, mấy người có thương tôi không mà bắt tôi phải thương mấy người? Con tôi cũng là cháu mấy người mà, mấy người có quan tâm không? Không thương mày á, mà cho mày ăn bám tới bây giờ hả? Cái thứ như mày á, không biết ơn, mà còn hành hạ cháu mày nữa hả? Tôi cũng chưa hành hạ cho nó chết mà. Cái gì? Mày nói gì vậy? Mày là cô nó mà ăn nói kiểu đó đó hả? Cái thứ của mày hả? Không biết nhục. Chồng con thì không ra gì, để thiên hạ cười vô mặt tao nè. Rồi về đây á, còn hỗn thượng với anh chị nữa. Chồng con tôi sao? Mà tôi làm gì mấy người phải nhục? Mày nhìn coi, đồ ghế hư, hàng xóm này nè, có ai giống mày không? Hả? Cha mẹ anh chị nói không nghe, quơ một cái thằng không ra gì. Hả? Rồi về đây nè, cuốn gói gì đây? Đồ ghế hư. Phải rồi, tôi hư thân mắc nết á, cũng là do bà dạy tôi á. Mày giống cái gì hả? Hả? Mày đi ra khỏi nhà ta, không mất gái. Nhà ta không có chứa loại gái như mày. Đi, đi ra. Quá trời, quá đất rồi. Mày đi.
Cái thứ con gái như mày á, suốt đời chỉ biết ăn bám, bám đàn ông rồi tới về bám gia đình. Bản thân cô không có nghề nghiệp, cô ăn bám gia đình tôi. Nhà ta không có chứa loại gái như mày. Đi ra. Cái thứ như mày, nhà ta không có chứa loại gái như mày. Đi ra. Vậy sau khi giết cháu Thanh, tại sao bị cáo còn giả mang dứt xác nạn nhân? Dạ, là do lúc đó bị cáo rất là hoảng sợ. Dạ thưa, do bị cáo lo sợ mình sẽ bị phát hiện nên bị cáo đã dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng gia đình. Bị cáo đã thật sự hối hận. Mong anh chị và mẹ tha lỗi cho con. Phía gia đình cháu Thanh, bà Hương có yêu cầu gì không? Xin mời bà chủ phòng điều trị cáo trình bày ý kiến tranh luận. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi tham gia phiên tòa hôm nay để bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Liên bị viện kiểm sát truy tố về tội giết người. Theo khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự, sau khi nghe và nghiên cứu hồ sơ vụ án, tôi xin có một số ý kiến như sau. Mặc dù bị cáo giết cháu Thanh khi chưa đủ 16 tuổi được xem là tình tiết định khung tăng nặng tội phạm và hình phạt thuộc khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự, tuy nhiên do khi thực hiện hành vi, bị cáo do quá kích động không điều khiển được hành vi của mình cho nên thiếu kiểm soát dẫn đến hành vi giết người. Mặt khác, bị cáo còn có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác theo khoản 1, điều 51, Bộ luật hình sự. Hơn nữa, do hiện nay bị cáo nuôi con còn nhỏ, vì vậy tôi đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các điều 50, 51 và 54 theo Bộ luật hình sự năm 2015 xem xét và giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho thân chủ của tôi. Tôi xin hết. Xin mời luật sư bào chữa ngồi xuống. Xin mời phía đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm đối đáp với phần tranh luận của luật sư bào chữa. Kính thưa hội đồng xét xử, kính thưa vị luật sư, trong phần trình bày quan điểm bào chữa của mình,
vị luật sư đã cho rằng bị cáo giết người là do quá bị kích động mạnh, đồng thời dẫn đến hành vi không kiểm soát được gây ra hành vi giết người dã man như vậy. Đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt thấp nhất dành cho bị cáo. Thế nhưng viện kiểm sát xét thấy rằng hành vi giết người của bị cáo là hành vi rất dã man, cần phải nghiêm trị, răn đe giáo dục trong toàn xã hội. Vì vậy, viện kiểm sát xin được giữ nguyên quan điểm luận tội của mình dành cho bị cáo. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến tranh luận gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Xin mời viện kiểm sát ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Thị Liên có muốn nói thêm gì không? Dạ, con xin lỗi mẹ. Em xin lỗi anh chị. Mong là con không có nhà. Mẹ chăm sóc cháu ngoại mẹ giùm con. Mong anh chị rộng lòng tha thứ cho em. Chăm sóc con em giùm. Đừng để con em phải đi theo con đường của em nữa. Nhưng cảm ơn anh chị. Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, thưa chủ tọa, bị cáo xin chịu sự trừng phạt trước pháp luật. Hội đồng xét xử tuyên án, mời mọi người đứng dậy. Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ, lời khai cũng như quá trình tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng của con người được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự, trị an. Xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, cần thiết phải có mức án phù hợp nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Quyết định tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Liên phạm tội giết người, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên mức án tử hình. Cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, không tìm hướng giải quyết đã làm tan nát mái ấm một gia đình. Và hơn hết ở đây, một số bộ phận giới trẻ đã có sự thay đổi về mặt nhận thức, hành vi và đặc biệt đó là sự xuống cấp về đạo đức và lối sống. Ngày nay, khi đạo đức, nhận thức, lối sống của giới trẻ biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và dần những bạo lực lên ngôi, thì đó là cả một hệ lụy của việc thiếu quan tâm chăm sóc con cái và giáo dục đạo đức làm người cho lớp trẻ. So với việc dạy chữ, chúng ta cũng nên chú trọng việc dạy làm người cho giới trẻ để tránh những việc đau thương xảy ra. Đừng để những hậu quả đau buồn như vụ án trên. Người phạm tội thì chịu sự trừng phạt, nhưng đằng sau đó là cả một nỗi đau mất mát của những người ở lại. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên mức án tử hình. Vợ, anh về đây này. Vợ. Anh. Tiền tháng này nè vợ. Ủa, sao mới giữa tháng mà anh đưa sớm vậy? Chú vừa thấy người ta làm việc tốt quá, cho nên họ trả sớm vậy mà. Thôi, anh vô trong tắm nha. Dạ. Bé Kẹo đâu rồi? À, bé Kẹo đang bên ngoại chơi với anh. Mà bộ anh tính đi đâu nữa hả? Anh có việc gấp cho nên anh phải đi liền. Chắc có lẽ anh về trễ đó. Em ăn cơm trước đi nha.
lại tới nữa hả? Đang hên mà mày, phải tận dụng cơ hội chứ. Sáng vô khổng lắm phồn. Cũng tạm tạm. Thôi, tao vào đây. Ủa đại ca, sao nay về sớm vậy đại ca? Đang bực mình với mày. Hồi sáng giờ ăn bao nhiêu? Bây giờ trả lại hết rồi. Thôi hơi đâu mà đầu đại ca ơi, gỡ lại mấy hồi. Gỡ cái đầu mày. Vợ của bị cáo có biết là bị cáo ham mê cờ bạc không? Và chị Liễu đã có lần nào khuyên ngăn bị cáo không? Dạ thưa hội đồng xét xử, vợ của bị cáo có biết bị cáo đam mê cờ bạc và cũng có nhiều lần khuyên răn bị cáo từ bỏ con đường cờ bạc. Vậy khi được chị Nguyễn Thị Liễu khuyên can bị cáo, tại sao bị cáo không nghe? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo nghĩ là chỉ có con đường duy nhất đó để kiếm tiền thôi, để thoát nghèo, cho nên bị cáo cố chấp và lao vào con đường cờ bạc. Alo. Ê mày, bốc kèo thơm. Qua suối cùng kèo chơi đi. Hôm nay cái sụi quá trời. Sáng giờ rồi đó. Ủa, cái sụi hả? Ê, kèo thơm mà nha. Qua nhanh đi mày. Nhưng mà tao hết tiền rồi. Hết tiền cái gì? Thôi mày cố xoay vài triệu. Rồi qua đó, hốt mấy hồi. Nghe lên, tao đang chơi nha. À. Alex, tiền có việc gì nữa hả? Anh cho anh Hoàng bạn anh nó mượn em. Anh cho anh Hoàng mượn hay là anh lại nướng vô sòng bạc của Tùng Thẹo? Tại sao anh hứa với em bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không bỏ cờ bạc vậy? Em, chờ anh hết lần này thôi nha em. Một lần cuối thôi mà. Nha em. Em đừng đợi cơm anh nha. Anh xin lỗi em nha. Đây là lần cuối cùng. Anh hứa bao nhiêu lần rồi? Anh hứa nhiều lần quá em không còn nhớ được nữa. Anh xui thôi đó. Chứ anh mà hên á, hôm nay anh quét hết xong rồi đó. Anh tới giờ này mà anh còn nói chuyện lấp liếm như vậy nữa hả? Có bao nhiêu tiền á, anh đem nướng vô sòng bạc hết. Tháng này nhà mình không có gì để ăn, con không có sữa đi uống. Em đi đâu vậy? Em qua ngoại đón con về. Chắc là anh chưa ăn gì, anh ra sau bếp lấy cơm đi.
Alo, mày ở tỉnh? À, có việc. À, mày cho tao mượn ít tiền được không? Gia đình đang khổ quá mày ơi. Rồi, được rồi. Rồi, cảm ơn mày. Có gì mai tao qua lấy nha. Rồi, rồi, rồi. Mày khỏi cần đếm, đúng 16 triệu đó. Cảm ơn mày nha, tao sẽ trả đúng hẹn. Chỗ anh em hàng xóm, tao cho mày mượn không tính lãi, nhưng chậm nhất là nửa năm mày phải thanh toán hết cho tao. Tao biết mà, mày yên tâm đi, không cần nửa năm đâu, chỉ cần vài tiếng thôi. Mày nói gì vậy? À không, thôi tao đi nha. Alo. À, tao có tiền rồi. Ê, mày nhớ giữ chỗ cho tao nha. Tao tới liền á. Ừ. Tại sao bị cáo lại bỏ nhà đi lên thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, tới thời kỳ nợ để trả mà bị cáo không đủ khả năng trả, cho nên bỏ nhà trốn lên thành phố. Vậy vì sao bị cáo nghĩ là vợ mình ngoại tình? Dạ, tại vì bị cáo đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ mình. Dạ nha. Dạ. Cũng sao không? Dạ không. Trời ơi, không cẩn thận gì hết. Thôi Hên về nha. Dạ, em về. Em. Ủa, anh về chi vậy? Anh nhớ hai mẹ con quá, anh về anh thăm. Bộ anh có đủ tiền đi trả tịnh rồi hả? Chưa, thành phố đất chật người đông, đâu có dễ kiếm cơm đâu em. À, mà lâu nay Tịnh có qua không em? Cũng thỉnh thoảng. Anh làm bẩm gì vậy? À không, anh nhớ con quá, em qua gọi đốn mấy kẹo về giùm anh đi. Mới gọi đây, thỉnh thoảng. Đứng lại. Lúc tôi không có ở nhà, cô có người khác rồi đúng không? Anh thôi đi, đừng có nói bậy bạ ghen tôi bóng gió. Vậy thì cái này là cái gì? Em đợi, tối nay tới. Hai người đã cấm sừng từng đầu tôi bao nhiêu cái sừng rồi? Nói đi đây cho tôi. Anh qua đây á là để đòi món nợ mà anh thiếu hoài không chịu trả đó. Đòi nợ tôi hay là đòi cái khác của cô? Bị cáo rất là yêu thương vợ mình. Bị cáo nói là bị cáo yêu thương vợ mình. Vậy tại sao bị cáo lại nhẫn tâm ra tay với vợ của mình? Dạ, thưa hội đồng xét xử, tại trong lúc cơn nóng tức ghen lên, cộng với nợ nần bị người ta dí,
Vợ thì đòi ly dị, cho nên bị cáo không kiềm chế được bản thân của mình. Muốn ly hôn? Cái gì? Ly hôn à? Ly hôn để cô dễ dàng chạy theo thằng đó đúng không? Anh hết cờ bạc rồi bây giờ ghen tuông bậy bạ. Tôi mệt mỏi anh quá rồi. Cô quên đi, tôi không bao giờ đồng ý đâu. Anh không đồng ý thì tôi cũng đơn phương ly hôn. Cô đi đâu đó? Qua nhà mẹ. Từ nay tôi sẽ không về đây nữa. Cô qua bên đó để dễ dàng tình tứ với nó đúng không? Phải. Tôi qua đó để dễ dàng cắm sừng anh đó. Anh vừa lòng chưa? Cô đứng lại đó. Cô vừa nói cái gì? Tôi nói là tôi đi để cắm sừng anh đó. Cô nhắc lại một lần nữa coi. Tôi đi cắm sừng anh đó. Mày cũng thương tao. Mày cũng thương tao. Mời luật sư phát biểu ý kiến bào chữa cho bị cáo. Kính thưa hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là hoàn toàn sai trái, vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước khi hội đồng đưa ra quyết định về hình phạt cho bị cáo, tôi kính mong hội đồng xét xử hãy xem xét những tình tiết giảm nhẹ như sau. Thứ nhất, sau khi gây án, bị cáo đã nhanh chóng đi đến cơ quan công an và khai nhận toàn bộ sự việc của mình. Việc bị cáo tự thú đã giúp cho cơ quan điều tra nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án. Việc thứ hai, trong suốt quá trình điều tra vụ án, bị cáo luôn có thái độ ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo mọi hành vi của mình. Bên cạnh đó, sau khi bị hại mất, hiện tại bị cáo còn con nhỏ, rất cần có sự chăm sóc và nuôi dưỡng. Với các tình tiết giảm nhẹ trên, tôi kính mong hội đồng xét xử hãy xem xét cụ thể áp dụng điểm R khoản 1 điều 51 người phạm tội tự thú, áp dụng điểm S khoản 1 điều 51 người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, áp dụng điều 54 quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng. Tôi xin hết. Mời luật sư ngồi xuống. Mời đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm đối đáp. Kính thưa hội đồng xét xử, việc luật sư xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là không đúng với diễn tiến khách quan của vụ án bởi các lý do sau. Một, bị cáo từng bị xử phạt do đánh bầu cua ăn tiền nhưng lại không ăn năn hối cải mà tiếp tục mãi mê chạy theo trò đỏ đen. Hai, là trụ cột chính của gia đình nhưng bị cáo lại bỏ bê, không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Ba, bị cáo nói là yêu thương vợ nhưng lại ghen tuông mù quáng và ra tay sát hại vợ dã man như giết con gà, con vịt. Vì thế, viện kiểm sát vẫn bảo lưu quan điểm buộc tội của mình. Tôi xin hết. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi. Mời bà Phạm Thị Nhung, là mẹ của bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì không? Kính thưa hội đồng xét xử, tôi là mẹ của nạn nhân, nhưng đồng thời cũng là mẹ vợ của bị cáo. Dù con rể tôi nó đã giết chết con gái ruột của tôi, nhưng tôi cũng xin tòa xem xét giảm án cho bị cáo. Vì
Vì tôi không muốn cháu ngoại của tôi nó bị mất mẹ rồi bây giờ nó lại bị mất cha nó nữa. Cháu ơi, mời bà ngồi xuống. Đến đây tôi xin tuyên bố chấm dứt phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử vào phòng nghị án, bị cáo được phép nói lời sau cùng. Thưa hội đồng xét xử, vì cơn ghen tức mà bị cáo đã ra tay sát hại chính người vợ của mình và để lại cho một đứa con nhỏ phải mồ côi mẹ, bị cáo chỉ xin phiên tòa giảm nhẹ mức án cho bị cáo để sớm trở về lo cho con nhỏ và bù đắp lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho con mình. Bị cáo Trần Tuấn Khang, bị cáo đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người trụ cột của gia đình, dù đã bị phạt một lần về tội đánh bạc, nhưng bị cáo vẫn không biết ăn năn hối cải. Chẳng những thế, bản thân còn mắc nợ không thể chi trả. Xét lấy hành động của bị cáo Trần Tuấn Khang tự tay ra tay sát hại vợ của mình, chị Nguyễn Thị Liễu, là hành động mang tính chất côn đồ và rất dã man, cần phải sớm loại bỏ khỏi xã hội. Xét thấy các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, căn cứ vào khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Con rất sống tốt, đừng giống như ba cho con. Ngoại. Ừ. Ba con đâu rồi? Ba con đi làm xa rồi. Dạ má con đâu? Má con đi làm với ba con. Thôi, mai mốt ba má về, ba má mua nhiều bánh cho con nghe chưa? Dạ. Bây giờ con nghe lời ngoại nè, con ngủ đi. Dạ. Ngoại hát ru cho con ngủ nha. Dạ. Dạ. Ồ, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Chí dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, cầu tre lắc lẻo gặp kình khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đồng.
Sao anh về trễ quá vậy? Tôi đi làm thuê, làm mướn chứ phải làm công ty đâu, gì đúng giờ. Đi làm ở ngoài cả ngày rất là mệt rồi, về nhà chặn đầu chặn ngõ là sao? Nhà cơm nước gì chưa? Tôi ăn miếng rồi tôi đi công chuyện. Anh đi đâu nữa vậy? Cả tháng này á, anh về tới nhà cái là anh đi liền à. Con mới đẻ mà anh đi làm về sao không vô nhìn nó một cái vậy? Mà anh như anh có chuyện gì giấu tôi hả? Không sao vậy? Biết là về cái nhà này tôi biết cô là vợ hay là mẹ tôi nữa. Đi làm ở ngoài rất là mệt mỏi rồi, về là từ cầu nhau cái nhớ vậy ai chịu nổi hả? Không nói chuyện với cô nữa. Anh đổi mật khẩu rồi hả? Ai cho phép cô tự tiện vậy hả? Tự tiện, em là vợ của anh mà. Sống với nhau không được, ly dị đi. Sống với nhau cứ nghi ngờ vậy hoài, tôi rất là mệt mỏi. Nhi ơi! Nhi! Dạ. Mẹ kia con có gì không mẹ? Con tới nhà coi nhà, coi em nhung con. Dạ. Mẹ đi công chuyện chút. Dạ. Nha. Dạ. Trời ơi, làm em hết hồn à. Nhớ quá trời quá đất luôn. Mới có 2 ngày không gặp đó. Thiệt. Làm tao đợi từ sáng giờ lâu muốn chết luôn à. Em biết sao anh đợi lâu không? Nãy anh thấy bạn anh nó mua sợi dây chuyền cho bạn gái đó. Đẹp lắm luôn. Anh tôi làm gì vậy? Mà biết đây đến nữa. Sao dạy con đi. Anh ngoại tình với con nhỏ này đúng không? Bây giờ cưới chồng tao đúng không? Mày là ai vậy? Mày dám đánh tôi hả? Mày điên hả? Mày làm cái gì vậy? Để làm tôi xấu mặt ở đây hả? Cô đạo quá vậy hả? Tại sao anh cố ra cái đồ tội? Mày được mở ra cái đấy hả? Điên hả? Mày điên vừa thôi nha. Tôi rất là ngán tính điên của cô rồi. Về đi. Tôi về ly vậy luôn. Mày xin lỗi em nha. Chuyến này về á là anh ly dị với mụ điên này luôn nha. Không có xin lỗi gì á, anh coi với mặt giải quyết con vợ điên của anh đi. Em vừa làm cô chưa hả? Vừa làm chưa hả? Hả, đi về không? Ai biết vô đây quá lắm vậy? Đi về. Đi lên. Đi. Mày đi hả? Anh đi ăn nằm với con nhỏ đó cho đã rồi. Bây giờ anh về anh hành còn hành hung tôi nữa hả? Tôi sống với anh tôi chịu hết nổi rồi. Nói cái gì? Mới nói gì? Chịu hết nổi đúng không? Ly dị đi. Viết đơn liền tôi ký liền với vợ luôn. Sao? Tôi nói vậy thôi. Ly dị hả? Để cho anh tới với con nhỏ đó sớm hả? Đừng có không. Không chịu ly dị đúng không? Đợi đó. Hả? Lý gì đâu? Được rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mày không chịu lý gì? Sao anh hạ mày mỗi ngày luôn? Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy hả? Trả lại đây cho tôi. Nói rồi đó. Anh không thương tôi thì cũng không sao, nhưng anh phải nghĩ cho hai đứa nhỏ chứ. Con anh mới sanh kìa. Cô đó, đừng có lấy con ra mà uy hiếp tôi. Cô cảnh cáo con đó, để cho tụi nhỏ anh yên. Cô cứ giết đừng ly dị đi. Con tôi nuôi,
không bao giờ để cho con tôi ở với một đàn bà điên loạn như con hết. Sao con có ở trong đó với em? Con ra đây làm gì? Tại con nghe tiếng ba la má nên con... Nó không sao đâu con. Mà dạo này ba cũng ít bế em, mà cũng ít chỉ con học bài nữa. À, do là ba đi làm về mệt đó, rồi nghỉ ngơi nữa nên là ba không bế được. Mà nè, ngày mai á má sẽ dẫn con đi qua nhà ngoại, dẫn con với em ra qua nhà ngoại chơi nha, chịu không? Dạ. Ừ, thôi bây giờ á là con vô chơi với em đi. Dạ. Được mở ra cái đấy. Đi hả? Vừa làm con chưa? Hả? Vừa làm chưa? Vừa làm chưa hãy? Hả? Con có giết được như vậy đi. Con tôi nuôi. Nói đây chi vậy? Tôi muốn nói chuyện với con. Sáng sớm không thấy người ta đang dọn quán bán hả? Tôi không có rảnh, đi về đi. Có phải cô muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi không hả? Tôi đâu có muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của chị. Tại anh Hoàng á, anh chán chị lắm rồi. Chị biết anh nói làm sao không? Anh nói chị á như con mẹ điên vậy đó. Suốt ngày lên cơn. Anh Hoàng á, anh sẽ ly dị với chị. Nhưng mà chị yên tâm đi, con của chị tôi cũng sẽ yêu thương như là con của tôi vậy đó. Chắc là con của chị cũng không có muốn thấy có một người mẹ điên như chị đâu ha. Bây giờ tôi bận rồi, cô đi về đi. Chuyện gì nữa? Có phải anh nói với cái con tình nhân của anh á là anh muốn ly dị tôi không? Anh nói tôi á là một con khùng đúng không hả? Sao anh là thằng đàn ông tồi dữ vậy hả? Nói điên khùng cái gì vậy? Hả? Cô đang ở đâu? Tôi đang ở bên nhà con nhỏ tình nhân của anh á. Mệt vừa thôi. Về đi. Lần này tôi về thì chiếc đơn ly dị. Về ký giấy rồi muốn làm điên làm khùng gì vậy làm? Cái con đó phá hoại hạnh phúc gia đình tôi thì tôi cũng không cho nó sống yên ổn đâu. Sao chưa về nữa? Sáng ta còn buôn bán hả? Alo. Mụ điện đây bên nhà em hả? Bà đang bên đây nè. Sáng sớm mà qua quán xá chưa có bán được gì hết. Bà qua bao nhiêu là muốn ăn tươi nuốt sống em vậy đó. Anh coi ly dị với bà sớm sớm đi. Sáng ngày anh dọa hoài à. Bà nghĩ anh không có dám làm á. Anh biết rồi. Chuyến này về là ly dị với mụ liền luôn. Mà em nhớ cẩn thận nha. Anh yên tâm đi. Bà ta mà dám làm cái gì em. Thôi nha. Như con mẹ điên vậy đó. Chịu hết nổi đúng không? Ly dị đi. Viết đơn liền tôi ký liền vào giàu luôn. Phúc gia đình tao đúng không? Hả? Mày làm gì vậy? Mày có bị điên không? Mày tao cứu mày. Mày bị điên rồi hả? Mày tao cứu mày. Mày hả? Mày là tao hả? Sao có vậy mày hả? Mày cướp chồng tao hả?
bị cáo Trần Thị Loan, tại sao bị cáo lại có hành vi đâm chết chị Nguyễn Thanh Thúy? Dạ thưa hội đồng xét xử, vì Thúy muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của bị cáo, lại buông lời xúc phạm bị cáo, Thúy đề nghị là bị cáo nên thôi chồng, đã vậy còn trắng trợn rồi giành quyền nuôi con của bị cáo. Phần vì tức giận, phần là bị cáo bị chồng gọi điện thoại đòi ly dị, nên bị cáo không kiểm soát được hành vi của mình nè. Biết chồng ngoại tình, tại sao bị cáo không chọn cách hành sự văn minh mà lại có hành động tiêu cực là cướp đi mạng sống của người khác và còn gây thương tích cho chính bản thân mình? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo có tới nơi để nói chuyện đàng hoàng với Thúy, nhưng mà cô ta buông lời xúc phạm bị cáo, nói bị cáo là con mụ điên, con mụ khùng, đã vậy còn nói chuyện trước mặt bị cáo là nói chồng bị cáo là nhanh ly dị với bị cáo đi. Bị cáo bị chồng và nhân tình của chồng bức ép tới đường cùng mà. Nếu như chỉ có ý định nói chuyện thì tại sao bị cáo lại thủ sẵn con dao trong người và dùng nó làm hung khí của vụ án? Dạ bị cáo chỉ muốn phòng thân thôi ạ. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Trần Thị Loan đối với bị hại Nguyễn Thanh Thúy là giết người. Với những mâu thuẫn, bị cáo đã tìm đến nhà bị hại gây nên tranh cãi. Đỉnh điểm là hành vi dùng dao đâm vào vùng hiểm khiến bị hại chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, xét thấy bị hại cũng có lỗi khi có hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng và có nhiều lời nói xúc phạm bị cáo cũng là một phần lỗi dẫn tới vụ việc. Căn cứ vào những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, căn cứ vào điều 123 Bộ luật Hình sự, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Loan 13 đến 14 năm tù về tội giết người. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời anh Nguyễn Văn Hoàng là chồng của bị cáo đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Tại sao anh đã có gia đình nhưng vẫn có hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng để dẫn đến hậu quả đau lòng như ngày hôm nay? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, sau thời gian chung sống thì tôi thấy mình không còn tình cảm với vợ, cho nên là tôi định ly dị. Nhưng mà tôi không ngờ cô ta lại hành động như vậy. Bị cáo bị các vấn đề về tâm lý, bị stress, bị trầm cảm nặng, chính vì sự thiếu quan tâm cũng như lời xúc phạm nặng nề, thậm chí là dùng bạo lực từ phía anh, có đúng như vậy không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi biết lỗi của mình nên tôi kính xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tội trạng cho vợ của tôi. Mời anh ngồi xuống. Mời bà Lê Thúy Hạnh, đại diện hợp pháp cho bị hại đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có biết gì về mối quan hệ tình cảm nam nữ giữa con gái mình và chồng của bị cáo hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, tôi không hề biết. Tôi sống ở dưới quê á, còn con Thúy nó lên Sài Gòn nó sinh sống. Nó có một đời chồng và có một đứa con gái 7 tuổi. Hiện đang sống ở dưới quê với tôi. Tôi không biết cái chuyện xảy ra như vậy đâu ạ. Vậy bà có đồng ý với cáo trạng và luận tội của vị đại diện viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, tôi bây giờ đó già rồi, còn phải nuôi một đứa cháu nhỏ. Bây giờ mẹ nó mất rồi, ba nó thì bỏ nó từ lâu rồi. Tôi chỉ xin tòa án xem xét mức cấp dưỡng từ phía bên bị cáo để chu cấp cho cháu tôi tới 18 tuổi.
Chứ về bản cáo trạng thì tôi không có ý kiến gì hết ạ. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Trần Thị Loan, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ, thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết lỗi của mình rồi ạ. Bị cáo xin hội đồng xét xử hãy giảm nhẹ án cho bị cáo đi về với gia đình và với con của bị cáo nữa. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Trần Thị Loan đối với bị hại Nguyễn Thanh Thúy là giết người. Tuy nhiên, xét thấy bị hại Thúy cũng có lỗi khi có hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng với chồng của bị cáo. Bị hại nhiều lần nói lời xúc phạm khiến tinh thần của bị cáo không ổn định. Sau khi gây án, bị cáo đã bồi thường 30 triệu đồng cho gia đình bị hại, căn cứ vào tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Loan 10 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo cấp dưỡng 500.000 đồng mỗi tháng cho con gái 7 tuổi của bị hại cho đến khi đủ 18 tuổi. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Một vụ án mà nguyên nhân sâu xa cũng chính vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Dù đã có gia đình, con cái, nhưng Hoàng vẫn lao vào mối quan hệ bất chính với bị hại Thúy. Để rồi hậu quả là bị cáo Loan, cũng chính là vợ anh, lãnh trọn 10 năm tù về tội danh giết người. Bị cáo tuy đã gây ra tội ác khủng khiếp, nhưng xét lại thì chính chị cũng là nạn nhân trong cuộc hôn nhân bế tắc. Nhưng giá như chị yêu thương bản thân mình để suy nghĩ chín chắn, thay vì tự hành hạ bản thân và hành động dại dột. Nếu như bị hại biết tự trọng, biết ý thức mối quan hệ của bản thân là sai lầm, thì cái giá đã không đau thương đến vậy. Và những đứa con của họ sẽ không phải chịu cảnh gia đình tan nát, có cha, có mẹ mà không khác gì trẻ mồ côi.